Bữa nay ngày gì? Bữa nay ngày gì? Bữa nay đón ai? Đón chị Hai. Bé Hồng. Bé Hồng. Bé Hồng là ai? Cục cưng của ngoại. Phải không? Cục cưng, cục cưng. Cục cưng. Cục cưng, cục cưng của ngoại. À, nè bé Hồng qua nè, ngoại mặc áo màu đỏ đón bé Hồng nè. À, ngoại có bình bông hồng hoa tỉ muội trước nhà má Bảy nè.